Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, hiện vùng áp thấp ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp còn tồn tại, nên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ tiếp tục có mưa dông, khả năng kèm theo lốc xoáy, gió giật và không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Sau đó, dạnh áp thấp suy yếu, cường độ mưa sẽ giảm hơn trong ngày 30 tháng 5. Trong khi đó, các vùng biển phía Nam bao gồm từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, duy trì mưa rào và dông rải rác tập trung trong thời điểm chiều tối đến đêm, nên tàu thuyền vẫn cần phải cảnh giác với tầm nhìn giảm và hiện tượng gió giật đi kèm trong cơn dông. Sang ngày 31 tháng 5, sẽ áp thấp mở hẳn và chi phối hầu khắp các vùng biển sẽ là trường gió Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Ngoài ra thì mưa dông có xu hướng giảm dần trên các vùng biển nên tầm nhìn sẽ thông thoáng hơn, thời tiết trở nên thuận lợi hơn cho tàu thuyền lưu thông trên khu vực Biển Đông. Và tiếp theo, mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết và tình trạng biển tại đây vẫn trong trạng thái ổn định. Tuy nhiên thì bắt đầu từ ngày 31 tháng 5, gió Nam đến Tây Nam trên Vịnh sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 4, cấp 5 và khả năng tăng lên khoảng cấp 6 trong những ngày đầu tháng 6. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Đông đến Đông Nam hoạt động ở khoảng cấp 4 trong 2 ngày tới nên tình trạng biển bình thường. Sau đó thì từ ngày 31 tháng 5, gió tại đây quay dần sang hướng Nam đến Tây Nam hoạt động ở khoảng cấp 4, cấp 5 và khả năng cũng tăng lên cấp 6 trong khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 6 nên gây trở ngại hơn đến tàu thuyền có trọng tải nhỏ trên khu vực. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, trời sẽ nhiều mây, có mưa dông rải rác trong 2 ngày tới. Cần hết sức đề phòng với tố, lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 31 tháng 5 thì gió tại đây quay dần sang hướng Nam đến Tây Nam, cường độ ở khoảng cấp 4, mưa giảm dần xuống diện vài nơi nên thuận lợi trở lại cho tàu thuyền lưu thông. Các hoạt động du lịch ra đảo trong khoảng thời gian này cũng tiến hành thuận lợi hơn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, dự báo trong 3 ngày tới gió có hướng Tây Nam ở mức cấp 4, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác trên khu vực, nên tàu thuyền cần lưu ý với tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tuy nhiên, thì từ ngày 31 tháng 5, mưa trên khu vực sẽ giảm dần, tầm nhìn sẽ thông thoáng hơn. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, dự báo trong 3 ngày tới thì gió có hướng Tây Nam với cường độ phổ biến ở cấp 4. Mưa rào rải rác vẫn xảy ra vào lúc chiều tối. Tuy nhiên, thì cường độ xu hướng sẽ giảm dần từ ngày 31 tháng 5, nên các tàu thuyền cũng nên lưu ý và có kế hoạch sắp xếp các hoạt động ra khơi đánh bắt cho phù hợp. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ ở mức cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Trời có mây thay đổi, mây nhiều hơn và có mưa rào rải rác trong thời điểm chiều tối. Tuy nhiên, thì mưa dông mạnh có xu hướng cũng giảm hơn từ ngày 31 tháng 5. Vùng biển Vịnh Thái Lan, gió Tây Nam trên vùng biển này thịnh hành với cường độ phổ biến ở khoảng cấp 4. Dự báo trong cả 3 ngày tới thì trời tiếp tục nhiều mây, có mưa dông. Cần hết sức đề phòng với tố, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió vẫn chia theo hai hướng. Mưa dông duy trì dưới diện rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa. Sau đó thì sang ngày 31 tháng 5, gió tại đây quay dần sang hướng Tây Nam ở khoảng cấp 4, cấp 5. Nhưng mưa dông giảm hẳn xuống diện vài nơi và thuận lợi hơn cho tàu thuyền lưu thông. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió Tây Nam trên khu vực này ở khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường. Tàu thuyền vẫn cần phải lưu ý với mưa dông rải rác trên khu vực trong 1 đến 2 ngày tới. Sau đó thì từ ngày 31 tháng 5, mưa giảm dần, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, sông Tử Tây sẽ thịnh hành gió Tây Nam với cường độ cũng khoảng cấp 4. Mưa dông trên khu vực còn xảy ra rải rác trong 2 ngày tới nên chủ các tàu thuyền vẫn cần phải cảnh giác với tầm nhìn giảm thấp, kèm theo khả năng có gió giật trong cơn dông, đặc biệt là trong thời điểm về chiều tối. Cảm ơn quý vị theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.